Xin chào tất cả quý cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyên Hà Giang. Xin chúc mọi người có buổi xem video vui vẻ, hạnh phúc và gặp thật nhiều điều may mắn. Vâng, chú ạ, hiện tại thì em Tuyên đang có mặt ở thôn Lũng Lừ A thuộc xã Lũng Pù của chú ạ. Thì ngày hôm nay thì như chú thấy thì thời tiết trời nó rất là đẹp, một ngày nắng cũng nhẹ nhẹ thôi, nó không đến nỗi là nóng lắm. Thực sự với cô chú là ở trong khu vực này thì nó là núi đá nên là có nắng như này thì nó cũng mát, chứ không hề giống thôn Ha Cá mà em Tuyên với em Thề đang hàng ngày vào theo dõi tiến độ, thúc đẩy các bác thợ để làm việc cho nó nhanh, xây cho nhanh để cố gắng hoàn thành sớm một ngôi nhà trong thôn Ha Cá cho bé Chúa. Thì như mọi người thấy thì cũng đang nỗ lực vận chuyển bột đá và những cái vật liệu để chúng ta xây một ngôi nhà cho bé Chúa nhá. Còn trở lại với cái thôn Lũng Lừ này thì như các cô chú thấy là chúng ta có một bé là 3 tuổi. Thì như cái trường hợp em Tuyên cũng đã chia sẻ ở những cái video và thước phim trước ấy, thì thấy là 3 tuổi bé đang có những biểu hiện lạ. Và hiện tại là bé không biết nói và cũng chân tay thì cũng không đứng được. Đấy, và tay thì nó cũng kiểu hơi cong cong như này. Có nghĩa là nói thật là cô chú, nếu mà theo những cái suy đoán của các cô chú đã xem phim và các cô chú nhắn tin cho em Tuyên thì có nói thật với cô chú bảo là bé này thì theo cô chú nói là bị gọi là thiểu năng trí tuệ hoặc là chậm phát triển của cô chú ạ. Không, bé không được bình thường cho lắm. Bé hiện tại là bé không có những cái hành động nó rất là không được bình thường như một bé bằng tuổi của bé đấy. Và nhất là phụ huynh của bé đấy chính là người mẹ. Người mẹ thì cũng chia sẻ là nỗi khó khăn, là cũng bị sự hắt hủi của chồng. Chồng thì bảo là con ốm, con mệt là do mình đẻ ra, vậy không chăm được thì vợ phải chăm đi. Nói chung là người chồng thì ở trước là cũng đi vớt củi ở sông thì cũng bị ngã đập đầu ở sông nữa, đúng không thầy? Đúng như rồi. Chị vợ có nói chia sẻ thì nói chung là người chồng cũng, nói chung là bây giờ bị tai nạn xong ấy thì cũng không được nhanh nhẹn cho lắm. Nói chung là để chia sẻ ra thì cũng thấy rất là tội cho gia đình này mọi người. Thì bây giờ thì em Tuyên cũng mang một cái phần quà của các cô chú nhóm Hoa Sen Nhân Như. Ở đây hiện tại chúng ta đang là có 4 phần quà cô chú ạ. Đây thì thầy có thể gần lại đây. Đây là gạo này, mắm muối, mì chính và có mì tôm, sữa này, nhiều lắm. Hiện tại em Tuyên em Thề mà đi không đi được luôn cơ, vì nó quá là nhiều. Bây giờ thì hai anh em sẽ chia người ra để cùng nhau vác đồ này vào trong. Thì bây giờ thì thầy sẽ để đây, anh sẽ làm caramel cho, xong rồi anh sẽ phụ cho, vì anh sẽ xách cái này phụ cho, xong rồi vác gạo cho, còn em xách cái kia. Vâng. Ok. Đấy, bây giờ thì em Tuyên với anh thầy sẽ cùng nhau. Nặng không? Nặng phải nặng à? Nặng chứ. Vâng. Cái đấy thì từ nặng. Em xách được không? Không xách được đâu. Được. C. Bên đây. Cho bên này á. Đây này, em xách cái này đi. Xách cái này cho nhẹ. Bao gạo em xách bên này các bạn. Bao gạo anh vác cho. Được. Được không? Đúng. Úi dồi. Rồi. Bao gạo anh xách rồi. Này. Thế là cố đi. Thì em Dương sẽ làm mấy caramel cho nó tiện. Trong này đường trơn quá không đi được mọi người. Đấy, thì căn nhà trong Lũng Lừ A nó đường thì cũng chưa đi hết vào được mọi người nhé. Khổ. Nặng quá. Đấy, xe người ta đến tận đây đây. Ồ, không có nhà ha. Nên mấy gì giả? Hả? Nên mấy gì giả? Chào bé. Hả? Chào em nhá. Em lại ngại à? Mẹ có nhà không em? Mẹ có nhà không? Hả? Không á? Có. Nhà mới gì? Thế có thể? Thế có thể? Mình đã cười. Sao? Có đi mà bù công cho người ta đi thu ngô. À, bù công cho người ta đi thu ngô. Vâng. Bù công ở đây gần không bé? Em lại ngại à? Có gì mà mày ngại? Đây là gì? Đây là gì? Em là cháu hay là con của chị đấy? Ơ, ơ bùi. Ơ giờ này sai rồi chưa? Phải. Là con hay là cháu? Con. Con thì có gì mà ngại? Mấy lần mình vào sao có gặp luôn nhỉ? Ý to bây giờ ơ muốn gì? Chứ là em hai em đang vào đây thì mà còn em gái thì đi làm việc. À,
Em bé này em bao nhiêu năm nay bao tuổi? Chắc là biết biết chữ biết tiếng Kinh chứ đúng không? Biết tiếng phổ thông chứ đúng không? Biết. Đây em bao nhiêu tuổi? Của em á. Em 14 tuổi à? Thế em đang học lớp mấy nhỉ? Lớp 9. Học lớp 9 đấy, thế thì học nó được tiếng phổ thông xong mà cứ phải quay mặt đi làm gì có gì phải ngại. Và anh vào đây để tặng quà cho em gái, cái này em gái. À đâu, em trai chứ nhỉ? Em trai. Em trai. Thế mẹ đi đổi công tận đâu? Không biết á. Ừ. Thế không gặp được mẹ, thế em trai đâu? Em trai ngủ. À, đang ngủ à? Đâu, đang ngủ trong này à? Đâu đâu cho anh xem nào. Ngủ không ăn không? Ở đây cô chú này đang là hai chị em thì đang ở nhà. Ngủ rất là ngoan. Nhưng mà đắp chăn này hơi nóng đấy em ạ. Ngủ rất là ngoan đấy. Đây thì mẹ đi đổi công từ sáng rồi. Chưa có về không? Chưa về xong lại đi tiếp. Thế đổi công thường thường là ăn cơm với gia chủ nhỉ? Đúng không? Mẹ lại không có nhà. Không có tay chứ nhỉ? Không ở một đế chứ. Mở đây liền. Một cái tớ. Bỏ sao ạ? Đi bù công điện xa đấy cơ. Bảo bảo. Đấy cũng rất là không may lại không gặp chị đấy ở nhà. Thế thì em tên là gì nhỉ? Em tên là Sùng Thị Di. Sùng Thị Di à? Thế em năm nay em học lớp 9. Thế đợt tới này em có đi học tiếp không? Không, mai mới đi học. Hả? Sáng mai đi học à? Sáng mai là lớp 9 gì đúng không? À mới học lớp 9 gì? Thế. Lớp 9A, năm nay lên lớp 9 đúng không? Thế thì Ria đâu rồi? Ria ngồi đây nào, Ria đâu thể thì sẽ bỏ cái túi này ra, cái túi to này này. Đấy. Đây là rất giỏi mày. Đấy. Cứ ngồi thoải mái có gì đâu. Ok rồi, chắc là mấy lần các anh vào, gọi là các chú ấy chứ nhỉ. Gọi là các chú vào ấy thì là Ria không biết đúng không? Thế thì về có thấy quà thì biết hôm nay là các chú lại vào. Nhá. Thì đã về có thể thông báo cho mẹ để mẹ biết nhá. Đấy. Đấy thầy bỏ hết ra. Hôm nay là mua quà rất nhiều quà của các cô chú nhóm Hoa Sen Nhân Như đấy. Hiện tại thì nhóm Hoa Sen Nhân Như hôm nay trích được 4 phần quà. Các cô chú bảo một phần quà là mua sữa này. Mua sữa để tăng thêm một chất dinh dưỡng cho bé này, rồi mua đồ ăn đồ uống cho gia đình. Đâu rồi? Ria lấy cái gì lau cái bàn kia đi, bỏ cái nồi cơm xuống. Đó. Xong rồi mình lau cái bàn sạch sẽ ra để chú bỏ hết đồ lên cho các cô chú biết. Lau cái đấy đi. Có chị ở nhà trông em. Đấy thế đấy, lấy cái gì xong rồi lau cái bàn đấy. Ông gái chỉ lột số lúa lúc trong nhà mày. Cô bé này đang ở nhà trông em, nói chung là ở nhà cũng trông em chắc là cũng thỉnh thoảng cho bò này. Ở đây cũng có được ít điện. Bánh này ăn chắc ăn hết rồi đúng không? Bánh này ăn hết rồi, chỉ còn vỏ nữa cô chú nhỉ. Đây, hiện tại bà con đang mượn cái này để làm cái hộp đấy. Chứ không có. Còn cháu trai thì đang ngủ, em Tiên sẽ để cho bé ngủ vì nhìn rất là một giấc ngủ rất là ngon. Đây các chú xem này. Ở đây bà con lấy luôn cái ngon. Quả ngô mà để lau luôn. Đây thầy với Gia có thể bỏ những cái túi này ra. Bây giờ anh thấy hình như là hóa đơn người ta bỏ trong đấy. Thầy có hóa đơn không? Bỏ hết nhé. Thôi bỏ hết ra. Thầy hóa đơn người ta mua hàng ở đây. Đấy, cái để sữa nha. Cái này sữa này không? Đây có Gia ở đây thì Gia sẽ biết này. Ria sẽ biết hơn mẹ này. Để nói cho Ria, Ria đi học rồi Ria chắc là nhanh nhẹn hơn, đúng không? Đấy, hóa đơn cái tờ giấy của anh rồi. Đừng vứt đây, đây. Đó, rồi, ok, quay. Cái bây giờ Ria biết đọc rồi đúng không? Ria biết đọc trên lớp 9 rồi, mà biết đọc thôi. Thử cho Ria nào. Ria cầm cái này đọc xong rồi đọc đến đâu thế bỏ lên đấy
để lên bàn cho anh nhá. Có thứ khá rồi. Đọc đi riêng, đọc để cho thầy đọc mà. Đấy. Có bỏ đây cái túi. Không, bỏ lên bàn đấy. Đấy, để cho mẹ về mẹ biết xong rồi. Thì cất từ từ đọc đi. Riêng đọc đi, riêng đọc từ chỗ sữa bột đi đi. Sữa bột. Ôi. Ôi con bò này. Từ 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 từ. Ồ cá trúng như nó. Ôi ôi bê con bê. Đấy, đây nhá, riêng nhá. Đây chú dậy đọc nhá. Đây nhá. Đây là sữa bột. Một hộp nhân với 300. Đấy, thành 300. Cháu đọc luôn cả thành tiền để cho các cô chú biết luôn. Đúng rồi, đấy sữa hộp đấy. Hộp đấy. Đọc tiếp đi. Mì coco mi. Hai kiện đúng không? Hai thùng. Bên này. Mì mà thế. Ôi trời ơi. Cố gắng giữ cái túi mà ông vào đây ông bóc thế. Người ta còn dùng cái túi người ta đựng linh ta ông tinh. Ông này. Có vẩn chất đấy. Cái này chắc quá. Chắc cái gì? Ông người bóc ấy. Không. Ông vớ vẩn. Cái này không được. Cái này không dùng. Mì coco mi để gọn vào. Kia là sữa đã đọc tới đâu. Riêng đọc tiếp đi. Sữa tươi một thùng đúng không? Đấy, là bao tiền? Là 200. Ừ, ok. Tiếp tục đi, riêng đọc tiếp đi. Cá hộp. 2 lốc. Đấy, rồi đúng không? Riêng đọc tiếp đi. Xếp ngon gọn vào thế. Dầu ăn. Đấy. Cái gì nữa? Đường đúng không? Đường một gói. Muối 2 gói. Mì chính đúng không? Chú nhìn từ xa chú nhìn thấy thịt xay thịt hộp nhá. Kia là sữa nhá ông nhá. Ông nhặt linh tát linh tinh. Đấy, đặt lên đấy. Xúc xích 3 gói. Sữa đặc là sữa ông thọ đấy. Sữa đặc. Trời ơi, ông thề. Cái gì nữa? Bánh 2 gói đấy. Đấy. Cái gì nữa? Thạch 2 gói đúng không? Gạo đúng không? Đây, gạo đây, em bỏ kia. Rồi, cho chú mượn. Đây, các cô chú ơi, thì cái chỗ này nó hơi chói đâu. Để tôi sẽ đặt đây cho nó dễ nhìn. Đây thì cái hóa đơn này hiện tại chúng ta là mua hết là 2 triệu tròn nha cô chú nhá. Thì ở đây thì đâu ria ra ngồi đây nhá, thì chú sẽ hướng dẫn nhá. Ria chắc ria biết rồi đúng không? Cái bánh này thì như đợt trước chú vào ấy, thì em đấy rất là thích ăn. Thì cái bánh này nhá, cái bánh này thì Gia sẽ bóc cho bé với là cả cái thạch này. Đây là gói thạch ăn nhá. Đây gói thạch rất là ngon đấy. Gói thạch này thì em cháu cứ bóc ra, giờ cháu ăn cũng được. Đây, thường nó có bóc ở chỗ này này. Nó có cái nhỏ nhỏ này thấy không? Đấy, bóc này đi. Đấy, bóc ra cho em ăn với cả mình ăn luôn. Đấy thì hôm nay là các chú, các ông, các bà nhóm Hoa Sen Như ấy, đợt trước đã tặng cho mình rồi. Thì đợt trước là các ông, các bà cũng đã tặng cho bánh kẹo này, đường sữa này với tiền nhá. Thì hôm nay thì các ông, các bà lại tặng tiếp cho em trai của mình. Thì đấy thì bánh kẹo này thì sẽ bóc ra cho em ăn. Đấy, cả sữa nhá, riêng nhá. Đây này, cái sữa này là sữa người ta đã là sữa hộp rồi. Thì mình cho đổ vào cái lọ mà hôm trước mẹ cho uống ấy. Đấy thì mình sẽ cho uống luôn. Đấy, còn nhất là quan trọng nhất là cái này này. Này, cái sữa này cơ. Đấy này giới thiệu cho Gia còn biết này. Cái này là pha nước nhưng mà nó phải là pha nước nóng. Đúng rồi. Chứ không phải pha nước nguội nha Gia nhá. Vâng. Đây này. Đun nước trong 5 phút và để nguội đến tầm 50 độ C. Có nghĩa là cái nước của mình sôi rồi nhưng mà để nó nguội lên một chút xíu chứ không phải là để nóng sùng sục ấy. Em cháu hiểu chưa? Hiểu. Có nghĩa là để cho nó nguội lên một chút xíu thì mình pha. Xem nào.
pha 4 muỗng gạt này sẽ tương ứng với 180ml nước. Đúng rồi, đâu rồi? À, đâu rồi? Dìa lấy cho chú mượn cái hộp mà pha sữa của em nào. Cái hộp, có cái hộp ấy. Có cái hộp uống sữa của em ấy. Lấy cho chú đây. Chú mượn không? Chú mượn chú dạy cái cách pha cho. Lại để tận đâu? À, treo lên đây à, chú này. Đây nhá. Ô. Oh. Cái này thì bình này bé này, quên mất mình không mua bình mới cho nó sạch sẽ. À, ô cái này em lấy cắn hỏng hết cái núm rồi à? Cái này có 140ml. Này, dê cắt cho chú. Cái này bình hơi nhỏ. Bình của em Tuyên ở nhà thì đang pha cho cò là 210ml, nhưng cái này nó bảo là 4 muỗng. 4 muỗng thìa này thì nó tương đương với 180ml nước. Thì bây giờ mình sẽ chia ra xem 180 chia cho 4 thì xem mỗi muỗng là bao nhiêu. À, đây là riêng này chú bảo này. Cái này nhá, thì cái bình sữa của nhà mình nó bé, nó không đủ 180ml. Như cái nơi cháu vừa xem chỗ kia của mình nó là 140 thôi đúng không? Ừ. Ừ. Thì bây giờ thì nó sẽ, đây là 4 muỗng thì sẽ bằng 180. Thì mình vừa mới tính ra thì bây giờ ba cháu sẽ múc có 3 thìa. Để xem, thế hộ anh mở cái này ra, anh một tay nó khó quá. Cái này như nó vẫn có giấy bạc đây này. Từ đây này, đây nhá. Sẽ gạt một cái thìa này nhá. Một cái múc lật cái này lên này, gạt cho nó bằng nhá. Là múc một thìa này. Thì một lần pha thì sẽ là 3 thìa này. Nó sẽ thành là 135ml. Thì nó gần bằng cái hộp của mình, cái lọ của mình là 140 đúng không? Thì cái kia mình sẽ ấy ra 135 nhá. 135 3 thìa nhá. Cháu nhớ chưa? 3 thìa sẽ 135 và nước thì là nước sôi rồi, nhưng mà để nó nguội nguội một chút nhá. Đừng pha nóng quá. Pha nóng quá cái bình nhựa của nhà cháu thì chú nghĩ là nó bị chảy đấy. Nhá. Đấy, ok. Thì cái sữa này thì uống trực tiếp này. Đây. Xong cái sữa này thì chú không nói nhá. Còn cái sữa này thì cháu biết rồi đúng không? Đúng rồi. Cái sữa này chắc là mình cũng được uống rồi đúng không? Ừ. Em bé mà uống chán cái sữa này ấy thì mình có thể lật cái này lên. Rồi mình pha sữa ông thọ cho bé uống luôn. Để thay đổi cho bé, để bé uống cho nó ngon miệng. Nhá. Ừ. Đấy. Xong rồi bây giờ là cái cá hộp với thịt hộp này cháu biết làm chưa? Cái này là chín rồi đúng không? Ừ. Cái này thì cháu chỉ lật cái này lên. Cháu chỉ lật cái này lên. Xong rồi cho một ít nước vào. Xong rồi đun lên. Dằm ra ăn. Đây là cái thịt xay nhá. Ăn rất là ngon nhá. Chan cơm ăn đấy. Chan cơm thì mình dằm cái thịt xay này cho nước vào. Dằm bé bé vào như kiểu thịt mình đi học ở trường gọi là thịt băm ấy. Thì mình chan cơm vào. Để cho bé ăn nhá. Đấy, cả cá hộp cũng thế nhá. Chú mua 2 lốc cá hộp nhá. Đấy thì ăn này. Còn cái này xúc xích thì cháu biết rồi đúng không? Cái xúc xích này là chín rồi nhá. Chứ không phải là không chín nhá. Cái xúc xích này thì em mà dậy ấy thì có thể bóc ra cho em ăn luôn nhá. Đấy. Còn bánh kẹo này. Còn ở đây thì chú mua thêm những đồ nấu ăn, dầu ăn này và gạo này, thì muối này, mì chính này thì cháu cũng cất đi để cho gia đình mà nấu ăn nhá. Đấy. Thì cái này thì ok rồi, đã đưa ra để cho cô chú xem. Thì bây giờ thì cháu cất đi. Thì giúp em đấy, giúp cháu đấy là cái đồ ăn, bánh kẹo thì cất ra một túi. Còn cái đồ nấu ăn ấy thì cất ra một túi. Đấy, riêng cất đi. Cất vào nhà lên cho nó gọn luôn. Đấy. Cháu riêng này thì có vẻ là hơi ngại. Đấy, đúng rồi. Ở kia chú có mua một gói đường ấy. Bé em trai mà thấy nắng nắng mà không thích thì mình lại mua pha đường uống được. Đấy, cho gói đường vào đấy. Ok. Rồi. Còn cái đồ ăn thì mình sẽ cất riêng ra. Cắt luôn đây à? Cho đi đó, cho.
tròn thì xinh hơn ý. Đấy, để cháu cất đồ ăn vào. Đấy, ok. Bắt đầu thì bây giờ thì em Tuyên sẽ kiểm tra lại cho mọi người nhé. Đây thì là cái hóa đơn, đây là tổng 2 triệu. Thì các ông bà, nhóm các cô, chú, nhóm Mai Sơn Nhân Như sẽ bảo trích được 4 phần quà. 4 phần quà nó tương đương với là mỗi phần quà là 500 đúng không? Thì 4 phần quà nó sẽ là 2 triệu. Nó thì sẽ tặng cho bé trai. Đây có chú ạ, đây, đã mua đây rồi. Thì Ria đâu rồi? Ria ở đây thì... bình thường các cô chú dạy, các thầy giáo dạy nhỉ, đi học mà được các ông các bà các cô chú cho quà thì mình phải làm sao nhỉ? Phải cảm ơn đúng không? Đúng. Thế thì bây giờ Ria thay mặt bố mẹ này, thay mặt em trai của mình này, thì Ria xem là có lời gì cảm ơn các ông các bà không? Các ông các bà mua cho mình rất là nhiều đồ nhá. Chỗ này trị giá là 2 triệu nhá Ria nhá. Đó, thì Ria xem thay mặt bố mẹ này, thay mặt em trai mình nói lời cảm ơn các ông các bà đã tặng quà cho gia đình mình này. Đây nhá, thế bây giờ cháu sẽ nói như thế này thì là cháu xin cảm ơn các ông các bà, nhóm Hoa Sen Chân Như đã tặng rất nhiều quà cho gia đình cháu đó. Cháu xin cảm ơn cho các ông các bà, ông các bà, nhóm Hoa Sen Chân Như, nhóm Hoa Sen Chân Như đã tặng rất nhiều quà cho gia đình cháu. Đã tặng rất nhiều quà cho nhà cháu. Cháu xin cảm ơn. Cháu xin cảm ơn. Rồi rồi, thế thì bây giờ thì mình sẽ ngồi nói chuyện một chút thầy ạ. Thầy lấy ghế đi, xong rồi riêng ngồi đi để chú nói chuyện một chút xem nào. Thì hôm nay thì chú vào này thì lại không có bố mẹ ở nhà. Thì bây giờ có cháu ở đây thì mấy lần chú vào chú cũng không gặp. Thế tổng gia đình mình là có mấy người anh em nhỉ? Có 4 người. Cháu là thứ mấy? Cháu là thứ 2. Cháu thứ 2 còn một người cả nữa. Cả là con trai hay con gái? Con gái. Con gái đi lấy chồng chưa? Chưa. Hôm nay chị thì bao nhiêu tuổi? Chị em mới bố thì anh gái 12 rồi. À. Còn một anh gái. À, thế nhưng mà chị cả cơ mà. Chị cả. Bây giờ nhá. Bây giờ. Có chị cả. À. Thế là Diên là người lớn tuổi nhất gì? Đúng. Diên 14 này. Đúng. Còn một em gái 12 này. Một em gái 12. Còn một anh trai 15 nữa. À, có nghĩa là anh cả là 15 tuổi. Ừ. Anh cả đi học hay đang? Đi học Bắc Ninh rồi. Đi học ở Bắc Ninh. Ừ. Đi học hay đi làm? Đi học. Học cái gì ở đấy? Không biết đâu. Không biết á? Đi học vừa học, chắc là học vừa học vừa làm ấy. Thế là đây còn em út này nữa đúng không? Đúng. Em này tên là gì? Này, tên là Sùng Mỹ Vi. Sùng Mỹ Vi. Đúng rồi. À, bé Vi. À, năm nay bé Vi là 3 tuổi đúng không? Đúng. Thế đây là do chú hỏi nhá. Thế từ lúc mà mẹ đẻ ra ấy, thì bé Vi này đã bị như thế rồi hay như nào? Đã bị như thế rồi. Tức là bé Vi là không đứng được. Đúng rồi. Cũng không nói được. Đúng rồi, không biết cái gì đâu. Không biết một cái gì cả. Thế thì cho chú hỏi nhé, thế ở nhà bố mẹ đã đưa bé đi khám ở đâu chưa? Đi rồi, đi Hà Giang rồi. Đi Hà Giang rồi. Thế đợt đấy bác sĩ bảo làm sao? Không biết đâu, bố mẹ không nói cho mình biết, mình không biết đâu. Bố mẹ không nói cho? Ờ. Thế thì cho chú hỏi đó, bố ở nhà bố làm gì? Bố có công việc gì không? Bố ấy? Bố không có đâu. Thế bây giờ ở nhà cháu thì bây giờ là nuôi bò này, đi trồng ngô này. Đúng. Thế thì bố mẹ có mấy lần chú vào ấy, thì là bố mẹ có tiền để mua gạo, mua đường, sữa, bánh kẹo cho bé Vi ăn không? Không mua được. Không mua được á? Ừ. Bố mẹ không có tiền à? Không có đâu. Thế bố có đi làm thuê ở dưới kia không? Bảo bố đi nhưng bố không đi đâu. Thế bố chỉ ở nhà đi làm ngô thứ này thôi à? Đúng rồi. Thế thì bây giờ nhà cháu nhá, bình thường nhà cháu nhá, nhà cháu ăn uống ấy, thì nhà cháu ăn ngô hay là ăn gạo? Bố thì bố ăn ngon thôi, nhưng mà mẹ với em gái với mình thì ăn gạo. Ăn gạo? Ừ. Thế cái gạo nhà mình lấy ở đâu về? Nhưng mà đi học thì đều về đâu. À, đi học thì các cô chú
Nhà trường tặng cho đúng không? Đúng rồi. Ừ. Thế cháu đi học kia thì được nhà trường cho nhiều tiền không? Không, cho một năm thì chỉ được một lần thôi. Ừ, mỗi năm là một lần. Ừ. Thế là gạo được một lần đúng không? Đúng rồi. Ừ. Thế thì thế bố mẹ bố lại không kiếm được tiền đúng không? Đúng. Ừ. Thì trước thì mình cũng nghe qua câu chuyện đấy đúng không thầy? Thì bố được trước bị ngã bị đau đầu à? Đúng rồi. Bố đi ngã ở đâu? Không biết đâu. Ừ. Mình cũng không biết đâu. Ừ. Mình cũng không biết. Ừ. Nói chung là Gia này thì cũng không hiểu cho lắm. Ừ. Thì bây giờ ở nhà thì cái nhà này bố mẹ xây lâu chưa? Lâu rồi. Đợt đấy nhưng mà sao được bao nhiêu năm rồi Gia biết không? Nhưng mà mình không nhớ đâu. Không nhớ. Ừ. Vì mình thấy là cái nhà này nó cũng hơi lụp sụp đúng không thầy? Đúng rồi. Bé. Nó. Thì bây giờ còn anh cả thì còn ăn đi học, vừa học vừa làm Bắc Ninh đúng không? Đúng rồi. À thế hôm nay còn em gái kia đi với mẹ à? Đúng rồi. Đi với mẹ đi thu ngô này. Đi với mẹ thu ngô? Ừ. Đi đổi công. Đúng. Thế còn bố? Bố thì không biết hôm nay bố đi đâu rồi. Ừ. Thế bố ở nhà bố có bố có hay chăm em không hay là có? Ừ. Bố vẫn chăm em, giúp mẹ với giúp Gia chứ? Ừ, giúp. Thế bố có hay uống rượu hay như nào không? Uống nào. Có thỉnh thoảng mới uống hay là uống nhiều? Uống nhiều. Uống ít hay uống nhiều? Uống nhiều. Uống nhiều á? Ừ. Ừ. Thế thì uống nhiều thì say rượu thì có bị chửi mẹ hay là chửi Gia không? Nhưng mà chửi mẹ xong thì chửi em nữa. Ừ. Ừ. Chửi cả mẹ, chửi cả em nữa. Đúng rồi. Ừ. Thế thì khó đó chứ nhỉ? Thế như mấy lần vừa rồi chú vào chú tặng quà ấy, thì cái đồ đấy là cho bé Vi ăn hay là có mang đi đâu ăn linh tinh không? Không, cho bé Vi ăn thôi. Ừ. Thế thì ở nhà Gia có hay được ăn bánh kẹo như này không? Ăn được nhưng mà. Có được ăn không? Được. Ừ. Thế thì bố mẹ thì chắc là không hay mua đâu đúng không? Đúng rồi. Ừ, chú vào được rồi, chú vào thì bắt đầu mới có đúng không? Ừ. Thế thì ở nhà thì Gia chăm em ấy, thì Gia cứ bóc cho Gia ăn nhá. Ừ. Thỉnh thoảng không được ăn thì mình cứ bóc ăn. Ừ. Bóc ăn cho cả ăn cả cho mình với ăn cả cho em nữa. Ừ. Thế thì cho chú hỏi nhá, thì bây giờ bé Vi như kia ở nhà như bị như thế thì cháu có hay ở nhà tập cho bé biết đi các thứ không? Nó không biết đi đâu. Cứ ngồi như vậy thôi. Đúng rồi. Ừ. Nói chung là dạy cho đi nhưng không biết đi. Ừ. Cũng không nói được gì luôn. Đúng rồi. Cũng khó vì thực ra là theo các cô chú xem thì mọi người cũng hiểu ra đây là Vi đi học, Gia đi học thì Gia có biết là bị chậm phát triển không? Không. Không hiểu à? Ừ. Học lớp 9 thì đáng lẽ là phải hiểu nhé. Ừ. Có nghĩa là bé này ấy, là sẽ chậm phát triển hơn các bé khác. Cũng giống như cây ngô ấy, như chú nói đơn giản nhá, có hai cây ngô. Thì có một cây thì đáng lẽ là cứ tầm 3-4 tháng là được có quả để thu bắp rồi đúng không? Ừ. Nhưng có cây nó trồng ở chỗ cằn cỗi, trồng ở chỗ đá ấy, xong nó chậm phát triển ấy, nó lên nó bé tí một ấy. Vì Gia hiểu không? Hiểu. Ừ. Thì có nghĩa là bé và em trai của mình ấy, là như kiểu bị là chậm phát triển. Nên là sẽ không bằng các bạn được. Đáng lẽ là hơn 1 tuổi là biết đi rồi. Ừ. Đúng không? Hơn 1 tuổi là biết đi này, xong rồi tập nói rồi. Đâu. Nhưng mà đặc biệt bé của nhà mình lại 3 tuổi lại không biết đi, không biết nói nữa. Đúng rồi. Cũng giống như là cây ngô ấy, mình trồng ngô mình phải có phân. Đúng không? Đúng. Có phân đi bón ngô thì mới lên được tốt đúng không thầy? Đúng. Đó. Nhưng mà nhà mình thì nghèo quá. Thế lúc bố mẹ bé Vi ốm như này bố mẹ có đi khám ở Hà Giang rồi. Nhưng mà lúc tầm 1-2 tuổi ấy, lúc bé ăn ấy, bé có được mua sữa, mua bánh kẹo, các thứ này cho ăn không? Được, nhưng mà được bé bé đâu, không được nhiều ăn đâu. Ừ, được bé bé thôi. Ừ. Đấy, thì chính vì là được bé bé như thế này, bé nhà mình đã gầy, đã bị chất phát triển như thế. Ừ. Thì mình phải mua những cái đồ sữa này cho bé ăn. Ừ. Thì bé mới có nhiều chất, thì bé mới lớn được. Ừ. Tại vì nhà mình nghèo, nhà mình không có, nên là bé mới càng ngày càng chậm phát triển ấy. Ừ. Đúng không? Hiểu. Ừ. Vì bây giờ chú thấy nói là 3 tuổi rồi mà cũng không biết đi, cũng rất là ngại, cũng rất là thương. Thì hôm nay thì mọi lần thì chú vào nói chuyện thì thấy mẹ thì rất là mẹ có vẻ rất là thương thương Vi. Thương. Vì mẹ khóc rất là nhiều. Ừ.
Đúng không? Thế bình thường mẹ ở nhà mẹ có khóc không? Không. Mẹ có nói chuyện với Gia không? Nó mà. Mẹ bảo sao? Nhưng mà mẹ không nói nhiều đâu, mình không nghe nữa. Thế mẹ, lúc đấy mẹ khóc, mẹ thương Vi thì mẹ bảo như nào? Mẹ khóc, mẹ không nói cho mình biết đâu. Mẹ tự khóc mẹ đâu, mẹ không biết. Mẹ cũng hay khóc đúng không? Ừ. Thế bình thường hai cái giường như này thì bố ngủ đâu, mẹ ngủ đâu? Bố thì bố ngủ ở chỗ giường Vi đang ngủ. Ừ, à, mẹ với Vi ngủ ở đây thì mẹ ngủ bên kia thôi. Ồ, tức là riêng ngủ ở trên gác này. Ừ. Ôi ôi, thế này. Ngủ trên gác này thì nóng lắm à? Ừ. Có nóng không? Nóng rồi. Thế sao không ngủ ở dưới này? Nhưng mà không thích ngủ đây. Ừ. Thích ngủ ở kia thôi. Ngủ trên này thì nó sạch sẽ hơn đúng không? Ừ. Ừ. Nhưng mà trên này rất là nóng, không có... Nhà mình chú để ý là không có quạt đúng không? Đúng. Ừ. Thế cũng khó khăn. Thế là hôm nay là mẹ với em đi thu ngô ở công, thế là mình ở nhà mình nhận việc là chăm sóc cho Vi. Ừ. Ừ, thế là mai Gia đi học. Đúng rồi. Ừ. Thế đi học thì mình được nhà trường là tặng sách vở cho hết đúng không? Bút đúng. Hết đúng không? Chỉ đúng. Việc đi học thôi đúng không? Đúng. Cháu là cháu đi học ở Lũng Pù này đúng không? Đúng rồi. Đi học thứ hai chủ nhật đi. Đúng. Xong rồi thứ bảy là được về. Đúng rồi. Đúng không? Đúng. Ừ. Thế thì cố gắng đi học nhé. Đi học đừng có bỏ học nhá. Biết chữ này, biết tiếng phổ thông này. Chứ chú ở đây chú thấy mẹ là không biết tiếng phổ thông, không biết nói tiếng Kinh ấy, khổ lắm. Sau này cháu đi học nhá, cháu biết chữ nhá, cháu biết tiếng phổ thông nhá. Sau này lớn lên mình còn đi làm thuê. Chứ sau này mình đi làm công ty mà không biết chữ, không biết tiếng ấy, người ta không thuê mình không có tiền. Đúng không? Đúng. Mà cố gắng học hết lớp 9, xong rồi cố gắng học hết cấp 3 nữa. À. Học lớp 10, lớp 11, 12 nữa. Chứ bỏ dở gì, không có bằng 12 sau này đi xin việc nó cũng khó. Ừ. Cố gắng mà học nhá. À. Thế bình thường Gia đi học thì Gia được giấy khen không? Không. Không được à? Ừ. Thế là được học sinh trung bình phải không? Ừ. Ừ. Thế có hay nghỉ học không đấy? Có, nhưng mà không có ai làm việc thì mình phải nghỉ về làm việc thôi. À. Không có... Nhà có việc nên là không ai làm việc nên phải nghỉ học về nhà. Thế bố mẹ có hay bắt về nhà nghỉ học để về làm việc không? Nghỉ mà. Nghỉ nhiều không? Không thế. Không nữa. Nghỉ thì một tuần thì nghỉ một ngày thôi. Căn bản là bây giờ là em gái 12 tuổi. Ở đâu? Đúng 12 tuổi nhỉ? 12 tuổi cũng không làm được việc nhiều như thế. Gia đây lớn hơn thì Gia phải làm việc nhiều hơn. Vì bây giờ ít nhất ở nhà phải có một người trông bé Vi, đúng không? Không thể đi hết được. Ừ, thì mẹ trông bé Vi rồi thì mình cũng về làm việc thôi. Thế ở nhà đi làm việc là đi lấy cỏ bò các thứ này đúng không? Đúng. Ừ. Có đi lấy củi không? Có chứ đúng không? Có. Vừa lấy cỏ bò vừa lấy củi. Cũng khá là khó khăn. Thế thì Gia có mong là được... các cô các chú giúp cho bé Vi đi khám không? Có mong em ấy khỏi được bình thường như các bạn mà biết đi các thứ biết nói không? Gia có mong không? Không. Gia có mong muốn là bé Vi biết nói chuyện không? Biết đi không? Không biết đâu. Không biết đâu. Đấy, Gia chưa hiểu. Thế hỏi lại cô. Dạ thì ông bà xã thì cho cô ở từ mình nhu dạ ở từ ở từ nông thôn cho có mồ bây giờ thì sinh đây. Mô mà rong dạ dùng còn tỏ cái dạ dùng nè là tỏ tiền nên nên lên tại bố cứ ta mà mai cho khám mù nhé, mai cho khám mù sửa chế mai mù kho nhé. À, ở hải cho chi là gì mà hải mù chế cho nó lại bằng tiếng Kinh nào. Cho nó lại tiếng Kinh cho chú biết. Dạ thì hải dùng mông mà chế đó hải đi mà. Vì các cô chú nói tiếng Mông thì các cô chú không biết được. Cho nó lại tiếng Kinh. Cháu vừa nói gì? Cháu nói lại nào, cho chú biết nào. Bố mẹ nó là thu ngô hết thì mẹ với cùng mẹ Vi đi khám rồi hàn san thì mới đi mẹ thôi. Thu ngô hết nhưng mà vì thế liệu bố mẹ có tiền để đi chưa? Không có nhưng mà không biết nữa, mình cũng không biết bố mẹ nó lấy tiền ở đâu đi nữa. Vì như mọi lần anh với em vào đúng không? Đúng rồi. Mẹ của bé Gia đây rất là mong
rất là mong được để cho bé Vi đi khám. Gia đình thì vẫn chưa hiểu là bé Vi bị làm sao. Chậm phát triển, gia đình chỉ mong muốn là bé Vi hiện tại 3 tuổi chỉ mong muốn là được biết đi, biết nói. Có thể chậm hơn mọi người nhưng ít nhất là biết đi biết nói. Để cho gia đình có thể đỡ vất vả hơn trong cái khoản là trông cháu. Chứ bây giờ suốt ngày là ở nhà thì phải mất một người trông em rồi. Nên là cũng rất là khó khăn, mà gia đình thì cũng không có kinh tế. Thế thì như em Tuyên vừa nói chuyện với bé Gia đây thì bố thì cũng bị ngày xưa bị tai nạn nên là cũng không đi làm thuê ở đâu cả. Đấy, ở nhà chỉ trồng ngô và đi đổi công. Làm việc vặt tinh tinh thôi, cũng không có tiền cho lắm. Còn gạo ở đây thì cho chú hỏi nhá. Thế bây giờ mọi lần cháu đi học là cháu được tặng gạo này. Thế ví dụ hết gạo rồi thì lúc đấy lấy gạo đâu ra? Hết gạo rồi thì không được ăn gạo nữa, ăn ngô thôi. Là ăn ngô. Ừ. Thế bình thường cái bữa ăn ở nhà mình ăn những ăn với cái gì? Có thịt không? Hay là ăn không, với cái gì? Không ăn. Bình thường thịt. Nhà mình ăn với cái gì? Không, chỉ ăn cơm thôi. Cơm này. Ừ. Ăn cơm không á? Ừ. Có ăn rau không? Ăn mà. Ăn rau gì? Mùa này thì ăn rau bì. Ăn rau bí đúng không? Ừ. Thế có không có thịt ăn à? Không. Thế bao nhiêu lâu thì gia đình mình mới có thịt ăn một lần? Đúng rồi. Không, có nghĩa là bao nhiêu lâu thì nhà mình mới có thỉnh thoảng này, thỉnh thoảng phải có thịt chứ đúng không? Thỉnh thoảng. Ừ. Bao nhiêu lâu thì gia đình mình mới đi mua thịt? Nhưng mà cả thì một tháng, nhưng mà có thịt thì không được một tháng ăn một lần, nhưng mà cứ có thịt thì cả hết ngày tháng thôi để ăn đâu. Ừ. Đấy có nghĩa là em đang hỏi là bao nhiêu lâu ăn được ăn thịt, thì có nghĩa là bé Gia đang nói là nếu có gia đình có tiền thì một tháng sẽ được ăn một lần. Đúng, đúng không? Đúng. Còn nếu mà không có tiền thì cả tháng cũng không được ăn. Đúng. Đấy, chú đang hỏi là như vậy. Xem gia đình mình ăn cái gì thì cũng rất là khó khăn. Nói chung là em Tuyên thì cũng vào đây chia sẻ một hai lần rồi. Thì bé Vi này thì như theo các cô chú nói là chậm phát triển, nhưng mà gia đình rất là mong muốn, vẫn là mong muốn là được các cô chú tạo điều kiện cho có thể cho bé đi xuống Hà Giang khám lại một lần nữa để cho ra bệnh, để có thể giúp cho bé được cái pháp đồ điều trị, và mong muốn là cho bé biết đi và có thể là tập cho bé biết nói. Biết dẫu biết rằng là bé bị chậm rồi nhưng mà gia đình cũng muốn có một cái câu trả lời để cho vơi bớt đi cái, có một cái câu trả lời để cho gia đình biết được là bé bị làm sao đó. Vì đợt trước là đưa đi Hà Giang thì cũng không ai đi cùng, nên là bác sĩ nói thì cũng không ai biết. Vì như thề mà xuống Hà Giang, thề còn biết chữ một, biết một tí tiếng phổ thông. Như gia đình đợt trước bố mẹ đi, bố có biết nói tiếng Kinh không? Không. Thế đợt trước bố mẹ đưa đi bé Vi đi Hà Giang thì cả bố cả mẹ đưa đi à, hay là như nào? Bố với bé Vi đi thôi. Bố với bé Vi đi thôi. Ừ. Mẹ ở nhà. Ừ. Ừ. Thế thì bác sĩ nói bố thì bố cũng không biết là như nào. Không biết. Ừ. Đáng lẽ nào như bác sĩ mà nói cho Gia thì Gia biết đúng không? Thì Gia biết nói tiếng phổ thông. Ừ. Còn bố lại không biết thì phải có người phiên dịch lại thì không? Chứ không có người phiên dịch lại thì không hiểu được. Đúng rồi. Như giống anh đợt trước anh đưa vợ chú Sự đi xuống đấy, may còn có em chứ bố bé say. Đúng. Chứ nếu không có em chú đấy thì bác sĩ chỉ nói với mình thôi thì mình hiểu. Mới nói lại phiên dịch lại cho chú Sử, chú Sử không hiểu. Nên vợ chứ gì về đòi chứ gì đã vừa mới nằm viện một lần mà đã đòi về đấy, mà ốm như thế mà chưa gì đã đòi về đấy. Đấy là gia đình bà con không biết tiếng phổ thông nữa là khổ. Ừ. Thế thì thôi thì hôm nay thì cháu ở nhà cháu trông em nhá. Thôi thì có lẽ là anh em mình cũng xin phép thôi. Chứ hôm nay thì cũng không có mặt mẹ ở nhà. Mẹ thì đang đi đổi công. Mà không phải một mình mẹ, mà mẹ đang đi với một em gái là 12 tuổi đúng không? Đúng. Đi đổi công cho người ta. Ừ. Thì cũng rất là hy vọng là nếu có cái nhân duyên hơn ấy, thì có thể mong rằng các cô chú có thể tạo điều kiện cho mẹ của bé Gia đây. Có thể là chắc rằng lần này là mẹ muốn đưa đi chứ không cho bố đưa đi đúng không? Đúng. Vì bố đưa đi bố cũng không biết được như nào. Ừ. Nên là bây giờ mẹ là muốn được đưa đi để nghe bác sĩ nói là bị như nào. Ừ. Để mẹ còn biết đúng không? Đúng rồi. Chứ bố đưa đi thì mẹ hỏi bố thì bố lại bảo không biết. Đúng rồi, bố không biết, mẹ thì mẹ vẫn biết rồi. Ừ. Thì mẹ thì vẫn mong muốn là được đi khám một lần nữa để cho biết là bé nhà mình bị làm sao, em nhà mình bị làm sao đúng không? Đúng rồi. Ừ.
Thế thì em Tuyên thì ở đây thì cũng chỉ biết là chia sẻ như vậy thôi, nhưng mà ngày hôm nay thì cũng rất là may mắn có những cái phần quà của các cô chú nhóm xe chân như. Em Tuyên mua ở đây là mua cả sữa, mua cả đường, nói chung là mua đồ ăn, mắm muối, mua hai loại thực phẩm như các cô chú bảo, mua có cả, đặc biệt là phải có sữa, để cái sữa này để mang chất dinh dưỡng về cho bé Vi. Vì gia đình ăn chỉ có, như các cô chú nghe thấy bé Diên nói là chỉ có mèn mén và gạo, đặc biệt hơn nữa là chỉ có ăn với rau thôi. Hiện tại gia đình mình không có thịt, chỉ ăn nguyên với rau thôi. Nên là các cô chú muốn mua thêm sữa này, như kiểu sữa ung thọ này, các em Tuyên mua thêm sữa ung thọ này, và mua thêm những cái bánh và những cái thạch như thế, thì nó có thêm những chất vitamin cho bé, để có chất dinh dưỡng để cho cơ thể mình nó khỏe mạnh hơn. Vì vốn dĩ mình đã chậm phát triển rồi mà mình không có chất dinh dưỡng thì nó sẽ rất là khó. Thế cho chú hỏi nhá, cái đợt vừa rồi chú vào chú mua bánh kẹo ấy thì đã hết lâu chưa? Lâu rồi. Hết lâu rồi. Ừ. Thì bé Vi ở nhà cũng uống sữa tốt không? Tốt mà. Một ngày hết được mấy hộp? Một ngày hết được 3 hộp. 3 hộp? Ừ. Ừ, thế uống cũng giỏi chứ nhỉ? Ừ. Đấy, thế ở nhà bây giờ tí nữa mẹ về thì cháu nhờ hướng dẫn mẹ pha sữa nhá. Vâng. Đấy thì cháu đi học cháu biết rồi. Dạ. Ừ, ừ. Thôi thì có lẽ là em Tuyền với em Thề cũng xin phép một cô chú ạ. Thì ở đây thì tâm sự một chút để cho mọi người hiểu thêm cái hoàn cảnh gia đình của bé Gia cũng như bé Vi đây. Thì Gia đây cũng mong muốn là được em cũng được khỏi, để em được đi này, được nói này, để cho gia đình bớt cái gánh nặng là phải trông em này. Đấy, nhất là mẹ nữa, mẹ thì cũng rất là mong muốn, mẹ còn đặt quyết tâm là sẽ đưa đi bệnh viện để được đưa đi khám cho nó biết bệnh của bé Vi. Thế thì nói chung là hôm nay cũng không có ai ở nhà nên là em Tuyên cũng chỉ hỏi qua bé Gia như vậy thôi. Thì tôi thì còn sẽ, nếu mà có duyên thì chúng ta sẽ vào tiếp để chúng ta hỏi mẹ bé Vi có những cái phương án như nào. Đấy, còn đâu bây giờ thì mình xin phép để cho bé Vi ngủ. Chứ nói chuyện thì sợ bé Vi dậy thì nó cũng khổ lắm mọi người ạ. Đấy thôi thì thôi cháu ở nhà nhá. Cháu ở nhà cháu trông em nhá. Còn bây giờ thầy ạ, thầy thử cho anh xem với các cô chú xem là thử đột nhập vào cái bếp này xem là chúng ta có hôm nay nhà bé Gia ăn cái gì. Hôm nay là có gì đây? Đây có ít cá đây thầy. Cá này cá đông lạnh à? Gia. Cá lạnh hay cá tươi? Mình không biết đâu. Không biết á? Bốn mùa. Ừ. Đâu cho chú xem trong này có những cái gì nữa. Đây là cái đèn của anh Thảo ở bên nước ngoài, bên Mỹ tặng em Tuyền đấy. Đây có ít gạo này, nấu cơm này cô chú này. Và cũng có mèn mén này. Đó. Và đây thì có cái này là đậu giá. Đấy. Đấy. Đâu, cái này là đậu chứ không phải đậu giá đâu. Cái này cái đậu này thì sẽ xào lên. Ăn rất là ngon. Đấy cô chú ạ. Đấy. Thì nhà không có gì cả đấy. Cái bếp thì nó cũng không có gì cả đúng không thầy? Đúng rồi. Ừ. Rồi có ít hôm nay ít có cá nhưng cháu Gia thì cháu cũng không biết. Thôi thì cũng cháu thì còn bé này, cháu cũng đi học thì cháu cũng không thể lanh lợi như các bạn ở dưới xuôi được. Đây này. À, thầy đưa anh mượn này. Đây này. Gia là Gia ngủ ở trên này này cô chú này. Có một cái chăn này này. Ngay cái nóc nhà này rất là nóng luôn. Đúng. Bé Gia đang ở rất là nóng nhưng mà gia đình thì không có. Bố thì ngủ bên này. Đấy. Bố thì ngủ chỗ bé Vi đang ngủ đây. Mẹ và Vi và một em gái nữa ngủ đây, đúng không? Đúng rồi. Giường rất là bé thì ạ. Đúng rồi. Nhưng mà vẫn phải cố gắng lên đây cô chú xem. Cái giường này giường mét 2. Đấy, cô chú xem đấy. Nhà không có nên là cũng phải chấp nhận thôi. Đấy. Hơn đi thôi nhỉ. Này. Hộp sữa hôm trước mình mua cho vẫn còn được. Còn không biết nữa. Này, ở đây còn thấy, em Tuyên thấy là trong này có thuốc hạ sốt các thứ này. Có. Đấy, bị ốm ấy. Hạ sốt đây đúng không? Vi mới bị ốm à Gia? Đúng rồi. Chú thấy là có thuốc hạ sốt ở đây này. Ừ. Thôi, cháu ở nhà chơi vào trong em nhá. Ừ. Ừ, chú cũng xin phép chú về đây. Ừ. Ừ. Chào Gia nhá. Ừ. Ừ. Thôi, hai ngày. Ơ nhiều lò mà ơ khiến nhiều. Ơ thì yếu tù nhiều, ơ tù rõ, tù ơ rõ. Thì nếu mẹ về thì bảo ai cho quà thì bảo là vẫn là hai chú mà đợt trước vào nhá. Ơ hải đi hả? Thì bảo ơ nhiều, ơ nhiều bảo yếu. Thế bảo mẹ là cất đồ xong rồi cho bé ăn uống nhá. Thôi chào riêng.
Nói chung là bé riêng này thì cũng đi học nhưng mà có vẻ là lần đầu tiên đứng trước ống kính của anh em mình, đúng không? Đúng rồi, là bé riêng cũng rất là ngại. Ngại. Nhút nhát. À, đúng giống người Mông ở trên vùng cao mình nhờ. Đúng rồi. Nếu mà chưa gặp, chưa quen thì rất là ngại. Mà. Còn nếu mà gặp rồi thì may ra mới dám nói chuyện nhiều hơn. Đúng rồi. Đúng không? Đấy, thì cũng rất là tội cho gia đình. Nói thật với cô chú như vậy, bé thì cũng chậm phát triển. Nếu mà như cô chú nói thì là bị chậm phát triển thôi. Còn đây thế nhá. Hôm nay anh em mình đi vào đây thì các cô chú nhóm hai xe nhân như có trích 4 phần quà cho gia đình bé Vi. Và cũng tặng cho tem Tuyên Hà Giang. Chính là Tuyên với Thề sẽ đi vào đây thì là một phần quà. Thì một phần quà nó trị giá là 500.000 đồng. Thì ở đây thì sẽ trao tặng cho Thề là 250.000 đồng. Đấy, em Tuyên 250.000 đồng. Đó là một món quà để các cô chú sẽ tặng cho anh em để hỗ trợ cho tiền xăng xe đi lại. Đấy, có nghĩa là tặng cho mình cái quà để mình đi làm việc tốt hơn nhá. Đây thì anh xin gửi lại em đây. MC đây. Ạ. Đây thì món quà của các cô chú nhóm hoa sen như em có lời gì cảm ơn các cô chú không? Em cũng là xin cảm ơn các cô các chú của chú xe chứng như thì em nhận được một chút tiền hai anh em tiệm xăm xe đi lại phương rừng via ở bà cô ở trên cao viện đá này thì xin chú các cô các chú của chú xe chứng như là một chút mạnh khỏe hạnh phúc thành công ạ. Thì mà một chia like một chia sẻ một đăng ký kênh cho anh Tia ạ. Cảm ơn Tia rất nhỏ. Vâng, thì cũng cảm ơn cô chú thì bây giờ có lẽ là em Tuyên em Thề cũng xin phép thôi vì cũng vừa mới ở bên thôn Hà Cá về, hôm nay tranh thủ đi sang bên này luôn. Nhưng mà ở Hà Cá thì nóng nhưng sang bên này thì mát luôn. Đúng rồi, đúng không? Ở trên đấy cao thôi. Bên này là cao, bên nó có là đá. Đúng rồi. Còn bên Hà Cá thì toàn là đất thôi. Vâng. Không có tí gió nào, cô chú ạ. Đây này, ít nhất sang bên này này, cây que cây nó còn có gió, nó còn bay như này. Nếu còn thôi thì một lần nữa thì cho em Tuyên xin gửi lời cảm ơn nhóm Hoa Sen Chân Như đã có những món quà cho tem Tuyên Hà Giang cũng như là bé Vi để bé Vi có thêm những chất dinh dưỡng cũng như gia đình đấy thì cũng rất là khó khăn. Ở đây gặp chị cả đấy, chị gái cả đấy, nhưng mà bé này thì vẫn hơi nhút nhát nên là cũng chưa thể hiểu thêm được các cô chú ạ. Thì thôi thì xin chào, hẹn mọi người, hẹn tất cả cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Mong rằng bé Vi có những cái duyên có thể được cơ hội để đưa đi khám lại một lần nữa. Mẹ thì vẫn mong muốn được khám lắm cô chú ạ. Còn gia đình chưa điều kiện thôi chứ chả biết thế nào. Đấy, còn hôm nay không gặp mẹ nên là cũng mong tất cả mọi người thông cảm thôi nhá. Ngày hôm nay vào thì cũng phải san việc ra từ bên Hà Cá sang bên này. Mà sang lại không gặp nữa thì cũng chả biết thế nào. Vì bây giờ bà con đang vào mùa thu ngô là cũng không may là không gặp được mẹ. Còn tôi gặp được mẹ bé Di thôi. Cảm ơn cô chú nhá, em Tuyên xin chào ạ.